Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng cho bác và em Họa Mi đấu xòe các bác nhá. Đấu xòe bóng bộ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, dáng ngũ trường đấu xòe. Hot head thì khỏi phải nghĩ rồi, chim rất là thuần các bác nhá. Chim rất là thuần, thuần 95% rồi các bác ạ. Nếu mà em nó căng lên sách lồng vẫn hot bình thường các bác nhá. Đây các bác có thể xem bóng bộ em nó này. Bản đuôi rất là đẹp các bác nhá. Chim rất là đẹp các bạn. Em này là một siêu mẫu luôn các bạn. Em này đấu xòe các bác nhá. Đấu xòe bóng bộ rất là đẹp luôn. Đây em sẽ để cho kiểm chứng cho bác độ thuần với em nói nhá. Em sẽ quay cái lồng này xê một chút nha các bác nhá, tay em này. Đấy, chim vẫn đậu lại qua lại, chim vẫn đậu nha các bác nhá. Nắng quá em ngồi xuống một tí ạ. Chim là khá là căng các bác nhá. Đây các bác, xin các bác xem là chiếc cánh này. Đấy, xòe to chưa, xòe vip luôn các bác nhá. Nắng quá. Đấy, xòe chơi cánh các bác nhá. Em này còn muốn ôm cái cống luôn các bạn. Đấy, ôm cống luôn các bạn. Em nó đang rất là sung các bác nhá. Em sẽ đứng sang bên này để cho nó đỡ sung. Đôi xòe rất là to các bạn. Thank you.
đậu vào lồng để quay nha các bác nhá. Đấy, chim rất là thuần luôn. Video em được khoảng 6 phút nhá. Em xin phép dừng video tại đây nhá. Bác nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Thì là chim nó mới về, nó chưa được tắm rửa gì các bác nhá. Đấy, anh em xem tạm nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác những video sau. Chúc bác xem video vui vẻ ạ.